tôi xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của ông là đặc quyền của nước Lào. Tối qua tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, triển lãm tranh Vẻ đẹp thuần khiết của họa sĩ Phật tử Nguyễn Thị Kim Đức chính thức khai mạc. Đây là hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ tuần lễ sen 2023 diễn ra từ nay đến ngày 31 tháng 3 do Tổ chức Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc UNESCO phối hợp với Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức. Với biểu tượng chính là hoa sen, nhằm lan tỏa mạnh mẽ những giá trị văn hóa, hòa bình và nghệ thuật của Việt Nam đến bạn bè quốc tế. Bộ tranh của họa sĩ Kim Đức với 75 tác phẩm hoa sen chính là tiêu điểm của sự kiện lần này. Sử dụng chủ yếu là sơn dầu và màu nước trên những chất liệu truyền thống. Qua hình ảnh hoa sen được thể hiện sinh động với nhiều cung bậc cảm xúc, họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức mong muốn lan tỏa tới mọi người tình yêu thiên nhiên, hướng cuộc sống tới giá trị chân, thiện, mỹ. Hoa sen thì đối với tôi nó là một cái ký ức rất là đẹp từ tuổi thơ. Và sau này thì khi trưởng thành thì cũng có nhiều cái nhân duyên để mà tôi đắm chìm trong hoa sen. Thì các cái mảng màu thì tùy từng bức tranh mọi người xem thì mọi người cũng sẽ thấy là các màu sắc thì khác nhau, nhưng mà mình luôn luôn mình muốn hoa sen là có một cái gam màu nó trong sáng, nó lạc quan. Và gam màu thì mình nghĩ là gây cho người ta một cái cảm xúc rất là an yên. Đặc biệt tại triển lãm tranh sen lần này, công chúng thủ đô có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm Vỏ tương lai của họa sĩ Nguyễn Thị Kim Đức mang thông điệp bảo vệ môi trường. Tác phẩm nghệ thuật này đã gây ấn tượng mạnh tại Đại lễ Phật đàn Vesak Liên Hợp Quốc 2019 và đã được in thành 105 bản để tặng 105 vị lãnh đạo và chức sắc tôn giáo của hơn 100 quốc gia trên thế giới. Bức tranh Vỏ tương lai thì mình vẽ bằng chất liệu màu nước ở trên lụa. Cái thông điệp của bức tranh thì nó cũng thể hiện một cách rất là rõ ràng về cái chính kiến của mình là mong muốn mọi người chung tay để bảo vệ môi trường. Đặc biệt là mình nhấn mạnh rằng vì cộng đồng, phải bảo vệ chính cái môi trường mà mình đang sống để cho người khác cùng với mình để sống được trên một cái môi trường nó không bị hủy hoại. Bên cạnh đó, trong thời gian diễn ra triển lãm, còn diễn ra chuỗi pháp thoại đặc biệt của Thiền sư Thích Minh Niệm, Đại đức Thích An Đạt, Thiền sư Thích Khải Tuấn.